Xin chào quý vị Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay Mời quý vị chắp tay Chúng ta đánh lễ Đức Thế Tôn Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato samma Sambutasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato samma Sambutasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato samma Sambutasa Ờ, bây giờ chúng ta qua đến um cái um, giới không có tài dâm thì đây là một cái giới khá là nhạy cảm mà khi mà các cái uh, vị giảng sư á, giảng đến cái giới này thì tương đối nói nó qua cho nhanh nhưng mà nói qua nhanh như vậy đó thành ra là mình uh, có rất là nhiều cái mình không có rõ đấy và bây giờ á, mình uh, nếu mà mình để cái giới hạn của cái uh, buổi học ngày hôm nay á, là 18 cộng cộng thì người ta có thể người ta sẽ nghĩ là chắc nói cái gì bậy bạ trong đây thực tế không phải ừ mà đây là những cái đó nếu như quý vị có cái sự um, quan tâm về hạnh phúc gia đình nha đối với hàng cư sĩ nếu quý vị quan tâm đến hạnh phúc gia đình thì quý vị nên học à đối với những bạn trẻ à, nếu như quý vị uh, không có sợ uh, muốn mà mình không có phải bị ế đó hoặc là muốn cho mình là một người nó dễ thương và không có bị những cái trục trặc về giới tính thì cũng nên học cái giới này còn đối với những vị tu sĩ thì đặc biệt lại càng phải học cái giới này thiệt là kỹ thưa quý vị đó bây giờ chúng ta qua cái đầu tiên sư nói nói sơ qua là những cái điều kiện để mà phạm cái giới tài dâm ở đây là chúng ta có bốn cái điều kiện à, quý vị ghi dùm sư đi ghi trước đi rồi mình bắt đầu mình học sau đây mình có bốn điều kiện ha bốn điều kiện giới không tài dâm thứ nhất đó là đối tượng là người nữ không được quan hệ cái thứ hai á là tâm ham muốn, ừ. cái thứ ba đó là có cái sự cố gắng và cái thứ tư là đã thực hiện. Sư muốn dùng một cái từ nào đó để cho quý vị um, dễ nắm giống gì hết bốn điều kiện. À. Thì bốn cái điều kiện này nghĩa là sao? Thứ nhất á là cái um, cái đối tượng là người nữ không được uh, phép quan hệ. Nếu như mà mình xét ở trong cái tạng um, luật á, xét trong tạng luật á, thì chia rất là nhiều hạng người nữ, chia ra rất là nhiều hạng người nữ, mà ở đây sư gom gọn lại làm ba uh, hạng người nữ thôi. Một uh, là hạng người nữ được uh, gia đình bảo vệ, tức là ví dụ như uh, người nữ còn uh, sống chung với mẹ và cha. Yeah được bảo vệ đây có nghĩa là sao có nghĩa là à, con phải làm cái này không được làm cái kia đấy à, có nghĩa là còn chịu cái sự sai bảo à, và cái sự bảo hộ của gia đình gia đình ở đây đó bao gồm từ cha mẹ cho đến anh chị em à, cho đến họ hàng bà con cái này là rất là khó nha à, nếu như mà người nữ nằm trong cái nhóm này là mình nhất quyết là mình không có được à, 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 lui tới mà quan hệ với người nữ đó Mà sư hỏi quý vị chứ thời nay đó Kiếm ở đâu ra mà cha mẹ mình à, Theo cái kiểu là À thôi con gái tôi à, quen với anh, quen với cậu á Thì à, sao cũng được Thì hình như sư thấy hình như không có cha mẹ nào mà à, Dễ như vậy đó Cho nên là quý vị à, cẩn trọng ừ. Cẩn trọng cái điều này rất là quan trọng Đầu tiên á, là phải có sự đồng ý của cha mẹ Hoặc là gia đình cái này khó. À, cái thứ hai là có sự bảo hộ của pháp luật. Ví dụ như à, pháp luật Việt Nam quy định là người nữ à, 16 tuổi, nhà từ đủ 16 tuổi đấy. Rồi à, cái thứ ba đó, đó là có gia đình, có nghĩa là có chồng bảo vệ. Dù cho, tôi nói dù cho cái gia đình đó. Hứng? À, vợ chồng có ly thân đi chăng nữa nhưng mà chưa ly hôn ấy, thì vẫn gọi là vẫn thuộc phạm vi à, bảo hộ của người chồng hoặc là mình nói một cách khác thì khi hai người đã kết hôn với nhau thì xem như người nữ à, người vợ đó là tài sản của người chồng và ngược lại người chồng là tài sản của người vợ nói như vậy để quý vị hiểu là dù cho cả vợ lẫn chồng một khi đã kết hôn với nhau rồi, dù mình có sống ly thân đi chăng nữa, nhưng mà mình chưa ly hôn đó, nha, chưa ly hôn đó, thì mình vẫn được xem là sở hữu của nhau và như vậy mình không thể đi đến với người khác được. Nếu mình đi đến với người khác là mình phạm giới. Đấy. Và ở um, trong tặng Luật đó, thì có nói đến một số trường hợp, ví dụ như, à, Sư thí dụ ha, hai nước đánh nhau hai nước đánh nhau, cái uh, lính á, nó xông vào một cái ngôi làng và nó bắt người phụ nữ đó về làm vợ của nó. Thì mặc dù á, cái người phụ nữ đó không có um, không có đồng thuận, thì cái vấn đề này á, là cái anh lính đó, ảnh phạm giới là xong rồi, nhà ảnh phạm giới rồi. Nhưng mà một khi ảnh đã xác định người này là vợ của mình ấy, thì cô này cho tới khi nào mà hai người ly hôn, thì vẫn được tính là um, vợ chồng chứ không phải là mình nói à, hồi xưa cái thôn tôi đâu có tự nguyện đâu à, cho nên là không tính thì không được nha cái này vẫn tính đó là điều thứ nhất cái điều thứ hai á là có tâm ham muốn có tâm ham muốn quan hệ thì mới được tính tại vì à, nó nó kỳ hy vọng là hôm nay toàn là người trưởng thành học cái buổi học ngày hôm nay trong những trường hợp mà bị ép buộc nha trong những trường hợp bị ép buộc thì khi mà cái khi mà mình ấy mình không có cái sự ham muốn thì khi đó mình không có um, phạm cái tội tại dâm tức là ở đây mình không có ý muốn, không có ý muốn à, ví dụ như à, vào cái thời kỳ mà nhật nó nó đánh trung quốc thì khi mà nó nó chiếm cái nam kinh thì nó bắt những cái vị sư ở đó à, hoàn tục à, bằng cách là phải à, À, ngủ với người nữ để coi như là ép hoàn tục tại vì à, trong cái à, tu sĩ thì gọi là cái sắc giới là cái giới rất là nghiêm trọng mà thì nó nghĩ á, là nếu mà ép như vậy á, là tu sĩ phải hoàn tục thôi. Nhưng mà theo luật á nha, nếu như mà vị tu sĩ đó giữ cái tâm của mình á từ đầu cho đến đuôi mà không hề có ý muốn nhưng mà chẳng qua bị ép buộc vì bảo vệ cái tánh mạng á, vì cái tánh mạng rồi bị ép ép buộc á cho nên là buộc phải ngủ với người nữ thì trong trường hợp đó vẫn không phạm tội tại à, và ở trong tặng luật có mô tả rất là rõ cái này đó là mình phải giữ cái tâm mình tính luôn cả người nam lẫn người nữ trong những trường hợp tương tự như vậy đó mình phải giữ cái tâm mình từ đầu cho đến đuôi là mình không hề có ý muốn nha nó chỉ cần mà trong cái khoảng đó dù bất kỳ một cái khoảnh khắc nào mà mình có cái um, sự thích thú có cái sự mong muốn Nha À, có à, mình không có kiềm chế được à, bản thân mình á, thì khi đó là mình phạm giới cho nên ngay trong cái giai đoạn đó là mình phải giữ cái tâm mình ghê gớm lắm và cái sự thứ ba đó là cái sự cố gắng ứng, cố gắng thực hiện cái này không cần phải giải thích nữa à, có có sự cố gắng và cái à, thứ tư là cái đã thực hiện cái đã thực hiện ở đây đó ở trong cái à, từ ngữ nó có nghĩa là à, hai cái à, nam căn và nữ căn tức là hai bộ phận của nam nữ á đưa vào nhau dù chỉ bằng một hạt mè nha dù cái khoảng cách nó chỉ bằng một hạt mè thôi là đã tính đã thực hiện chứ không phải là mình chờ cho nó nó xong xuôi hết trơn rồi mình mới tính không phải chỉ cần mà nó bằng hạt mè thôi nha là đã tính là đã thực hiện ừ. thì ở đây đó sư nhắc luôn nha, sự nhắc nha. Ở đây được um, thế ở trong tầng luật, thế ở trong tầng luật là bất kỳ cái khiếu huyệt nào, bất kỳ cái khiếu huyệt nào à, đều được tính chứ không phải là chỉ có cái bộ phận nam nữ với nhau. Tức là gì? À, bao gồm đường trước đường sau, ấy, à, bao gồm à, trên, à, ngay cả ở trên cũng vậy. Tức là bất kỳ cái khiếu huyệt nào mà chỉ cần mà nó đi vào nó bằng một hạt mè thôi là đã tính nha đã tính là phạm cái tội uh, tại dâm cho nên cẩn thận cái vụ này ừ. à, đây là ừ, sư giải thích uh, rõ về bốn cái chi phần và khi mà mình uh, có đủ bốn cái chi phần này rồi đó ừ. là mình uh, phạm cái giới tài dâm rồi bây giờ chúng ta có một vài cái uh, ví dụ ví dụ như uh, trong cái chuyện mà yêu đương nam nữ đi đương nam nữ à, mà chưa có sự đồng ý đồng ý của gia đình ấy, mà mình gọi là ăn cơm trước kẽn thì trong trường hợp đó trong trường hợp đó ở trong ở đây các vị trưởng lão có ghi chú ấy, là chỉ có người nam phạm thôi mà người nữ lại không phạm tư thì sư đặt cái dấu chấm hỏi ở đây nhưng mà do thì ghi như vậy thì sư phải dạy như vậy nhưng mà ở đây sư đặt một cái dấu chấm hỏi thì có thể là trong trường hợp này đó cái người nữ do họ có cái tự chủ gọi là tự chủ về cơ thân thể của họ cho nên là người nữ họ có thể không phạm nhưng mà ở đây chỉ trong trường hợp là có cái sự bảo hộ của gia đình thôi nha chứ còn người nữ đã có chồng thì vẫn phạm giới như thường ừ rồi còn trong cái chuyện mà ngoại tình á tức là khi mà mình đã kết hôn thì dù là nam hay là nữ dù là nam hay là nữ mình đi đến với người khác thì lấy ví dụ nha lấy ví dụ nha à, ông chồng ông chồng ông không phải ông thẳng thì ông cũng có thẳng mà có khi ông cũng công tức là à, nửa nạt nửa mở nha nửa nạt nửa mở rồi săn pha nhớt thì trong trường hợp đó anh chồng nó anh không đi đến với người phụ nữ khác mà anh đi đến với một cái anh chàng đàn ông khác thì trong trường hợp này vẫn tính là phạm giới. Tại vì sao? Bởi vì ảnh anh chồng á được tính là tài sản của người vợ, cho nên trong trường hợp này anh chồng ảnh không được đi đến với bất kỳ một cái sinh vật nào khác. Nói thẳng là bất kỳ một cái sinh vật nào khác à, chứ không phải là mình nói như vậy á, là tức là chỉ anh chồng là chỉ có thể uh, gặp người phụ nữ khác thì mới tính phạm giới tài dâm. Còn nếu mà gặp người đàn ông khác Uh, thì không tính thì không phải nha rồi ở trong một số cái uh, quốc gia trong một số quốc gia mà có cho phép um, cho phép uh, người đàn ông đó được lấy uh, nhiều vợ thì ngay cả trường hợp như vậy cũng phải được sự đồng ý của người bạn đời của mình nha. thí dụ như anh chồng á anh muốn lấy thêm bà nữa thì cũng phải được sự đồng ý của vợ chứ không phải là mình cứ như vậy mà mình rước một bà về và vợ bà không đồng ý thì không được nha. dù là bằng mặt không bằng lòng đi chăng nữa nhưng mà vẫn phải có sự đồng ý của người vợ thì khi đó mới không phạm giới tại dâm còn nếu không là mình phạm cái giới này à, và cho đến ngay cả ở những cái xứ ngay ở những cái xứ mà cái chuyện um, kỹ nữ được phép nha ngay cả những cái xứ mà kỹ nữ được phép thì cũng phải được sự đồng ý của vợ hoặc chồng của mình chứ không phải là mình muốn ăn bánh trả tiền muốn đi đâu đó thì đi nha bà vợ ba phải cho phép thì mới không phạm giới còn bà vợ bà không cho phép là phạm giới ở đây quý vị có thể nghĩ Ủa sao kỳ ở đâu có cái trường hợp mà bà vợ bà cho phép chồng mình đi gặp kỹ nữ thì nó như thế này nè vào thời Đức Phật ấy có một cái cô một cái cô gái cổ là sơ quả tu đạo quần rồi thì cổ gả vào một cái gia đình không có tin tam bảo cổ không có cơ hội cổ làm phước cúng dường thì cổ mới viết thư về cho người cha cổ nói rằng đó ờ, cha có ghét bỏ con thì cha đánh con cha chửi con chứ tại sao cha lại gửi con vào một cái nhà không có ờ, niềm tin tam bảo để con không có cơ hội cúng dường thì người cha đó nghe đứa con nó than như vậy đó thì người cha cũng là một vị thánh sơ quả người cha mới gửi cho con một cái túi tiền trị giá là 10.000 đồng tiền vàng mới bảo với cô con gái của mình á, bây giờ đó con ra gặp cái cô kỹ nữ nha kỹ nữ đẹp nhất cái thành này rồi con thuê cổ á, thay con làm vợ của chồng con 10 ngày thì trong 10 ngày như vậy con sẽ thảnh thơi rồi con tha hồ con cúng dường che tăng thì cô vợ của làm y chang như vậy cô gái của làm y chang như vậy có tức là thuê người khác làm vợ cho chồng mình để mình rảnh mình thảnh thơi để mình đi làm phước cúng dường mà sư nói cái vụ này thì chắc cái bà làm không được than thì có thang á than từ hồi lấy chồng chồng không cho đi chùa từ hồi lấy chồng chồng không cho làm phước từ hồi lấy chồng mà chồng cứ giữ bên mình không cho đi đâu hết mà mình đâu có dám đâu nói thì đổ thừa cho chồng chứ còn một phần là cũng do mình mình đâu có dám thử bắt trước bả cái, cái nhật thuê người khác làm vợ giùm à, dài bữa đi để mình đi mình làm từ thiện mình đi mình làm phước mình làm không có được thì mình không làm không được cái này á à, nói là để tham khảo chơi cho vui thôi ừ, làm được hay không được là sư không có suối nha không có suối và đương nhiên là cho đến cái này nó nó kỳ chứ còn trong luật á nha trong luật á thì cái này tính luôn cả hàng xúc xanh nha tính luôn cả hàng xúc xanh à, tức là mình có vợ có chồng rồi không có riêng gì với uh, người với người mà tính luôn cả cái loại thú thì cũng vậy cũng được tính luôn á nha thành ra mình uh, cẩn thận cái chuyện này còn nói về cái uh, chuyện mà nặng với nhẹ đó uh, chuyện nặng với nhẹ thì đương nhiên đầu tiên á uh, là cái uh, người có giới á, thì nghiệp nó sẽ nặng hơn là người không có giới, tức là mình còn tùy thuộc vào cái giới hạnh của đối tượng, thành ra sư nói thiệt nghe, sư nói thiệt nghe, ờ, có có lỡ thương thầy chùa đó, có lỡ thương thầy chùa, thì làm ơn làm phước thì cứ để cho ổng tu đi, đừng có dụ ổng về đời, ừ. mình dụ ổng về đời, tức là ổng đang có cái giới hạnh ngon lành đó. mình dụ ổng về để lấy mình đó, thì nó tội lắm nha và đương nhiên cái chuyện thứ hai là nó còn tùy thuộc vào hai người có đồng thuận hay không. Khi sư nói đó trong cái trường hợp à, hồi nãy sư ví dụ là người lính à, khi mà tấn công một ngôi làng rồi bắt cái cô gái về làm vợ của mình thì trong trường hợp đó cô gái không đồng thuận thì người lính phạm cái tội tài dâm và cái tội này rất là nặng nha bởi vì không có đồng thuận và ở đây đó Uh, một số vị một số vị còn mở ra thêm một cái vấn đề nữa mà ở đây sư um, sư nghĩ là sư nên nhắc nên nhắc là ngay cả trong cái chuyện vợ chồng cũng phải hai người đồng thuận còn nếu như hai người mà không đồng thuận là cũng phạm giới tài dâm còn chúng ta xét về cái quả báo thì um, nói như thế này khi mà mình phạm cái giới tài dâm nó có rất là nhiều những cái dạng quả báo khác nhau à, mà mình sẽ phải chịu nó không có cố định nhưng mà đương nhiên chắc chắn là mình phải đi địa ngục địa ngục thì cũng có nhiều loại địa ngục nha à, nhưng mà một trong số đó đó là địa ngục đồng sôi tức là khi mà mình một cái nồi đồng rất là lớn rộng cả cây số như vậy đó mình chìm từ ở trên miệng mình chìm xuống dưới đáy rồi từ ở dưới đấy á, mình cầu lên trên miệng cứ như vậy liên tục và nó tùy theo cái nghiệp của mình và tùy theo cái phước của mình mà mình ở đó nhiều hay ít có người đó họ làm phước ít quá họ làm thiện uh, họ làm ác nhiều quá tức là ngoài cái chuyện mà họ tạm cái giới tài dâm này đó thì họ không có làm một cái phước gì hết suốt cả cuộc đời họ không có tu họ ỷ mình có tiền ấy rồi họ cứ phạm với tài dâm thôi thì trong trường hợp đó họ ở có khi là họ ở dưới đó ở suốt thời kỳ đức phật ở suốt thời kỳ từ vị phật này qua thời vị phật khác vẫn chưa có kịp lên còn cái người mà có tạo phước thì thời gian ở dưới đó mình sẽ ngắn hơn nhưng mà lâu mau thì tùy nhưng mà đừng có trông mong nhiều quá bởi vì cái phước mình làm không bao nhiêu đâu. Ừ. Đấy, cho nên đầu tiên là mình phải đi xuống địa ngục trước. Rồi đã, Ở dưới đó cho đã. Nha. Ở dưới đó cho đã lên cho nó khờ người. Rồi sau khi mà mình hết cái tuổi thọ ở địa ngục. á. mình lên làm hàng ngà quỷ. Thì nó cũng có nhiều loại ngà quỷ. Ví dụ như. À, loại um, loại ngà quỷ ăn phân tức là nó lúc nào do cái nghiệp của nó đó cho nên lúc nào nó cũng đói hết và nó chỉ ăn được phân thôi chứ nó không có được ăn bất kỳ cái gì hết và nó lúc đầu của nó lúc nào nó cũng phải chua xuống dưới hầm phân đó. mà nó chỉ cần nó nó vừa ngẩng đầu lên á là nó lại đói thành ra lúc nào nó cũng phải chua xuống dưới đó nó khổ rất là nhiều à, thành thử đối với à, Chư tăng đó, trước khi mà vào một cái à, toilet thì thường là phải gõ cửa theo luật á, là phải gõ cửa yeah. gõ cửa thì nó có nhiều nguyên nhân thí dụ như à, là để coi có ai ở trong đó hay không à, hay là có cái con này con kia ở trong đó hay không nhưng mà một trong số đó là để tránh cái hàng ngạo quỷ này đó nó còn đang nó chỏng mà mình chui vào thì nó không có nên à, cái thứ hai đó là bị à, lửa nó thiêu đốt tức là mình làm cái loài ngạo quỷ đó lửa nó đốt từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu nó thiêu đốt mình như vậy đó giống như mình bị thiêu sống mà không có chết được do cái nghiệp đó. cho nên mình không có chết được mình phải chịu cái cảnh mà thiêu đốt như vậy suốt rất là nhiều rất là lâu dài nha và đương nhiên mình sanh vào cái loài ngạ quỷ như vậy thì mình không có tu hành được gì hết trơn rồi cũng có khi đó mình lại làm một cái loài ngạ quỷ mà cái cái lông ấy, cái lông nó mọc ra đó nó đâm ngược vào trong da trong thịt nha nó mọc ngược nó đâm vào trong da trong thịt và nó đâm xuyên qua da và nó rất là đau đớn ừ. Đấy. thì mình phải cẩn thận cái nghiệp này tức là uh, có rất là nhiều cái loài ngạ quỷ uh, để cho mình có thể tái sanh vào nha và đương nhiên không có loại nào mà vui hết trơn mình đã tránh cái chuyện này À, một trong à, sau khi mà mình à, hết cái tuổi thọ à, địa ngục ha rồi hết cái tuổi thọ ngạ quỷ ha nếu như mình nhờ một cái phước nào đó mình sanh làm loài thú mình sanh làm loài thú à, hoặc là loài người thì mình sẽ phải chịu những cái nghiệp sau. thứ nhất là do khi mình phạm giới tài giấm à, mình gây oan cái với rất nhiều người cứ tưởng tượng đi À, tự nhiên là ông chồng mà bị bà vợ cấm sừng thì ông phải đau khổ chứ hoặc là bà vợ bị ông chồng phản bội họ đau khổ chứ mà chính bởi vì mình gây đau khổ cho người khác cho nên ý, đời sau khi mà sanh ra làm loài thú hay là loài người ấy, thì mình sẽ bị chúng sanh khác oán ghét thù ghét thù nhưng mà thù cái kiểu cứ là coi thường khinh không biết là họ chưa tiếp xúc chưa biết như thế nào nhưng mà nhìn cái tướng họ tự nhiên mình khinh có những con người như vậy ha? mình nhìn họ tự nhiên là mình không có coi trọng họ được tự nhiên mình coi thường họ ừ. rồi um, do khi mà mình uh, tà hạnh như vậy đó mình um, là mình phụ lòng tin của người khác à, cho nên là mình mang cái nghiệp là không được người khác tin tưởng tôi đang nói mấy cái tội vọng đó ráng ghi lại ha rồi um, do cái chuyện mà mình tài dâm khi mà mình phạm cái giới này mình thường phạm trong cái sự kính khuất bây giờ nó công khai luôn thì nó quá tệ nha nhưng mà thường là mình phạm mình làm cái chuyện đó, đó nha mình ngay cả những người công khai làm vợ bé thì khi mà họ làm cái chuyện đó, đó thì họ cũng kiếm cái chỗ kính khuất chứ không có ai mà làm chỗ công cộng thì do cái nghiệp mà kính khuất như vậy À, cho nên là họ sẽ phải chịu cái hậu quả đó là gì? Thanh làm cái người thấp hèn, thanh là cái hạng người thấp hèn, rồi mình sẽ phải nghèo khổ, thiếu thốn và do cái tâm khi mình phạm giới á, là mình phạm bằng cái tâm tham. Chính bởi vì như vậy, á, khi mình lãnh cái hậu quả là tâm của mình lúc nào cũng bị thiêu đốt bởi sự ham muốn, nhưng mà không bao giờ là đủ đã thiếu rồi mà còn tham nữa đấy và như vậy thì mình sống rất là khổ và khi mà mình phạm cái nghiệp này đó mình làm cho người ta ăn ngủ không có yên và ngay cả mình cũng vậy khi mà mình vướng vào cái lưới ái tình thì mình cũng bị thiêu đốt mình cũng muốn ngủ không có yên chính bởi vì như vậy bản thân mình ngủ không có yên ổn mà mình cũng làm cho người khác ngủ không yên ổn cho nên nó sẽ đem đến cái nghiệp là mình thường hay mất ngủ mà ngủ thì ngủ chằn chọc, à, có khi là mình mất ngủ ngủ không được à, mà nếu như có ngủ được đó, thì cái giấc ngủ mình nó cũng khó khăn nó cũng uh, không có yên ổn nha và cái thứ tư suy nghĩ mấy cái trên thì có khi là quý vị không có ngán nhưng mà cái thứ tư suy nghĩ là nhiều người ngán nữa, tức là gì? Giới tính của mình nó sẽ có vấn đề. Ví dụ như à, ba mẹ sinh ra tôi với cái giới, với cái giới tính như vậy nhưng mà tôi không thích giới tính cha mẹ cho tôi. Tức là giới tính không rõ ràng. Và một cái chuyện nữa đó là nếu như nếu như kiếp trước mình là đàn ông nha, nếu như mình là đàn ông mà mình phạm giới tại dâm thì qua đời sau kiếp khác mình không còn phước làm đàn ông nữa mà mình phải chuyển qua làm phụ nữ. Nhưng mà nhớ dùm sư nói như vậy không có nghĩa là tất cả phụ nữ uh, sở dĩ là phụ nữ là do phạm giới tại dâm sư không có nói như vậy nha. Mà sư nói là những người đàn ông đó, mà nếu như họ phạm cái giới tài dâm này đó thì họ sẽ mất cái phước làm đàn ông, họ không còn được làm đàn ông nữa. Như trong trường hợp người Ananda trong một kiếp quá khứ khi mà ngài phạm cái lỗi tà dâm thì qua đời sau kiếp khác ngài phải trở thành người nữ và ngài phải tu trở lại như ngài phải tu như thế nào đó thì nó đủ phước mới quay trở lại làm đàn ông được ừ. rồi do mình khi mà mình phạm cái giới này đó mình làm cho người ta phải ghen tuông và cái ghen tuông đó nó thuộc về cái tâm sân Thành ra đó nó cho mình cái nghiệp là mình rất là hay cấu bẳn, rất là hay nóng giận Rất là dễ nóng giận, cái tính mình trở nên hay nóng giận à, Và do mình à, làm, khi mình phạm cái nghiệp đó đó, mình làm trong kính khuất Nên mình làm kính khuất là có che giấu Cho nên là mình sẽ mang một cái nghiệp đó là mình là con người không minh bạch Mình thường thích sống không minh bạch nha à, Cái gì mình cũng hay che che giấu giấu Ừ. Rồi đặc biệt là tội lỗi. Khi mình có lỗi đó là mình khoái giấu lỗi. Mà ai có hỏi tới là mình che mình giấu cho bằng được. Ừ. Rồi. Một cái nghiệp nữa, một cái ác nghiệp nữa. Đó là khi mà mình phạm cái giới này đó là để mình thỏa mãn các cái giác quan đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý để mình thỏa mãn các cái giác quan. Chính bởi vì như vậy đó đời sau sanh ra mình sẽ trở thành người tật nguyền tức là mình hồi xưa mình thích thí dụ như à, thích nhìn người khác giới đúng không thì nó sẽ sanh ra làm người bị mù à, thích nghe âm thanh người khác giới thủ thủy rót mật vào tai đúng không thì đời sau sanh ra mình sẽ làm người điếc ừ. thích dùng cái lưỡi để mà khu môi múa mép thì đời sau sanh ra mình sẽ làm người câm đấy tương tự như vậy nha tương tự như vậy với các giác quan khác rồi do mình sở dĩ mình phạm cái giới này đó là do mình đam mê sắc đẹp mình đam mê sắc đẹp hoặc là mình tự hào về cái sắc đẹp của mình chính bởi vì như vậy mình sẽ tái sanh làm cái người xấu xí ừ. và đặc biệt là mình có nhiều cái căn bệnh đáng sợ để người ta nhìn vào người là người ta không có muốn rớ tới mình Tại vì đời này mình thích đụng tới người ta đúng không cho nên là mình sẽ tạo ra cái nghiệp là đời sau người ta sẽ không có dám rớ tới mình, mình tử, uh, những cái, um, cái cô gái những cô gái thời nay có cái nhan sắc mà không có giữ được cái giới này đó. nó làm sư nhớ đến uh, tích truyện của một cái cô thiếu nữ đời trước khi mà cổ uh, cúng dường đến ngôi bảo tháp thì cổ khóa sắc đẹp quá đi cho nên là cổ nguyện là do cái phước cúng dường này đó mong cho đời sau là con được uh, xinh đẹp mà do cái phước của cổ chỗ cho nên đời sau cũng đẹp lắm mà do đời sau cổ đẹp như vậy đó cho nên là nhiều anh mê mà là nhiều lựa chọn quá mà uh, mà chồng mình uh, có con thằng thì nó uống trong khi nó sắc đẹp mình nó quá nhiều à nó quá đẹp đi cho nên là cô này phạm giới tài dâm và khi cổ phạm giới tài dâm như vậy đó cổ đi địa ngục mạng chung của đi địa ngục rồi sau khi địa ngục lên á nha sau khi địa ngục lên uh, cổ lại tiếp tục phạm giới tài dâm tại vì làm người á làm người mình lại được nhờ cái phước uh, cũ hồi xưa cúng dường tới bảo tháp đó, cho nên là được xinh đẹp rồi lại phạm cái giới tài dâm tại vì nhiều anh dê quá mà nhiều anh theo quá cho nên lại phạm giới tài dâm mà khi phạm giới tài dâm như vậy lại đi xuống địa ngục ra cẩn thận vụ này rồi lại có một anh ảnh à, à, cũng vào kiếp quá khứ đó ảnh cũng dường cái lọng che nắng đến ngôi bảo tháp và ảnh cũng có lời nguyện nguyện là đời sau à, phụ nữ là trừ à, trừ ruột thịt con ra thôi còn lại là phụ nữ đều mê mê con hết. Thì do ảnh nguyện như vậy đó, thành ra đời sau sanh ra là phụ nữ cứ chạy theo ảnh thôi. Ngay cả những cái bà gọi là mệnh phụ phu nhân cũng không có cưỡng lại được ảnh. Đấy. Và ảnh đương nhiên mà hàng cho không biết không thì ảnh cứ tha hồ ảnh hưởng thụ thôi. Và do cái nghiệp đó là ảnh phải đi địa ngục. Cho nên nếu phạm phu chúng ta khi mà mình làm phước á mình nguyện rất là nhiều thứ đặc biệt là phụ nữ thì thích nguyện có được sắc đẹp nhưng mà quý vị cẩn thận không? mình đẹp quá là mình rất là dễ phạm giới này và mình khi mình phạm giới như vậy đó khi mà cái phước mình hết rồi đó thì mình sẽ trở thành cái người tật nguyền cái người khuyết tật cái người xấu xí rồi có cái người mà có nhiều cái căn bệnh đáng sợ thành ra cẩn thận cái vụ này và cái, cái quả báo cuối cùng đó là gì do khi mà mình phạm cái giới này đó mình chia rẽ gia đình người ta chia rẽ hạnh phúc gia đình của người ta à, cho nên đó, mình sẽ phải chịu một cái nghiệp đó là mình sống xa người ta hoặc là mình bị ruồng bỏ thí dụ như mình sanh ra mà ba mẹ không muốn nuôi mình cứ quăng ở nhà nào đó để cho người ta nuôi giùm ý thì như vậy đó là mình không có được ở gần người thân do đó cẩn trọng cái chuyện này và đương nhiên đương nhiên khi mình giữ được cái giữ được cái giới này đó giữ được cái giới này nghĩa là sao ở trong kinh ấy ở trong chú giải ngay cả trong kinh lẫn chú giải thì nó có một cái câu như thế này đó là À, chỉ uh, biết đủ với người bạn đời của mình bản thân nó nó cũng là một cái một cái công đức tức là gì ngoài người bạn đời của mình ra đó cư sĩ á, ngoài người bạn đời của mình ra mình không có ngó ngàng đến bất kỳ một cái uh, người nào khác bản thân đó là công đức thì nhờ như vậy đó khi mà mình giữ được cái giới này là mình sẽ sanh thiên rồi nhờ mình giữ được cái giới này đời sau sanh ra mình sẽ được nhiều người thương mến nhiều người tự nhiên họ nhìn mình là họ thương mình. và tự nhiên họ coi trọng mình và mình là cái người có cái uy tín ở trong xã hội rồi sanh ra thì đương nhiên à, do mình không có phạm cái lỗi cái kính khuất đó. Cho nên mình sẽ sanh vào cái hạng người cao sang Và lúc nào thì mình cũng có được đầy đủ những cái tài sản Mình muốn cái gì là được cái đó Thành ra cái người mà họ không có học giới đó Họ không ngờ được một chuyện là cái giới tài dâm Cái giới tài dâm nó lại có thể ảnh hưởng đến cái chuyện giàu nghèo của mình bình thường mình chỉ nghĩ là ờ à, tôi bố thí thì tôi được giàu thôi chứ còn hoặc là tôi giữ giới không có trộm cắp thì tôi không mất mát tài sản họ không nghĩ đến cái chuyện là chỉ cần mình giữ được cái giới không tài dâm này thôi đó mình cũng được giàu ừ rồi những cái còn lại thì đương nhiên là nó ngược lại với cái quả báo tức là gì mình à, ngủ thì nó ngủ hay thức thì mình cũng được yên ổn ừ rồi à, cái này chắc nhiều người mê là cái giới tính của mình nó rõ ràng là đã thành rồi mà nó rất là mạnh mẽ nó rất là mạnh mẽ thậm chí ở đây đó ở đây là nó còn cái chuyện như thế này tức là nếu như nếu nếu như mà mình có ý muốn thì cái năng lực sinh sản của mình đó, nó cũng rất là khỏe tức là mình có thể sanh được rất là nhiều đứa con Ừ. mà phụ nữ mà sanh con á, nếu như mà họ có phước á, thì họ không có bị biến tướng tức là cái tướng của họ không có trở nên sồ sề xấu xí mặc dù đẻ nhiều đứa à, còn đàn ông á, thì họ rất là sẵn sàng để mà họ có thể tạo ra nhiều đứa con thì nhờ mình giữ cái nghiệp này chỉ có ở trong phật giáo chỉ có trong phật giáo mình càng ham muốn dục nhiều á, thì cái khả năng tính dục rồi cái khả năng sắc đẹp, rồi những cái khả năng sức khỏe của mình nó càng kém, càng ham muốn nhiều thì về cái cái khả năng của mình nó càng kém, mà mình càng kiểm soát, càng ly dục nhiều thì cái khả năng của mình nó càng mạnh. Ừ. Rồi, thì một cái người mà không có tạo cái nghiệp à, kính phúc như vậy đó, thì họ sẽ là cái người sống à, minh bạch và đương nhiên là không có cái tội lỗi gì để mà phải che sao, che giấu và chắc chắn một chuyện nha chắc chắn một chuyện là khi họ sanh làm người đó thì họ là một người có sắc đẹp thân hình cân đối nha thân hình cân đối có sắc đẹp và đương nhiên là khỏe mạnh ừ. và một cái điều cuối cùng đó, là mình sẽ được cái nghiệp được cái phước là mình có đông đảo người thân thành ra đó một cái là ở thiên đường một cái là địa ngục tùy mình thôi mình muốn chọn cái nào đó mình chọn thẳng đây nó có một cái vấn đề nó liên quan xin nhắc quý vị luôn đó là khi mà mình nói đến cái sự bố thí thì thường á nha mình bố thí là mình có phước nhưng mà có những sự bố thí đi địa ngục. Nhớ những câu chuyện này đó là gì? Bố thí người nam cho người nữ, bố thí người nữ cho người nam yeah. à, Rồi bố thí con thú đực đến với con thú cái, bố thí con thú cái đến với con thú đực. Thì cái đó là mình đi địa ngục. Thì lấy cái ví dụ đơn giản. Đó là mình mai mối mai mối giới thiệu coi chừng nha chừng à, cho nên nó cái cái tội mà mai mối đối với các vị tỳ kheo là cái tội rất là nặng tức là tới cái tội tăng tàn tức là nó tương đương với cái chuyện là xúc chạm phụ nữ tương đương với cái chuyện là nói cái chuyện dâm dục với người nữ này đấy thành ra là nó rất là nguy hiểm nha nhắc để quý vị uh, cẩn trọng trong cái chuyện này à, thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học cái giới không có tài dâm đến đây thôi Ở trong cái phần này đó um, quý vị có cái um, có cái vấn đề gì để mà thắc mắc hay không tại vì bây giờ cái thời gian của mình nó còn được một chút xíu thành ra là sư dành chút thời gian để quý vị nếu như có thắc mắc à, thì quý vị có thể hỏi sư về cái vấn đề này tại vì sư thấy rất là nhiều người ừ. có vị muốn hỏi thì quý vị uh, hỏi hả alo Bạch Sơ ừm con mình số điện thoại của mình mất rồi, dân thì con nên làm như thế nào để giúp cho bố con với chồng con có thể mới được như một đấy đi ạ? nó có um nó có nhiều cái nó có một vài cái cách để mình có thể giúp đỡ người thân của mình khi mà họ phạm vào cái nghiệp tài dâm để họ chấm dứt họ không phạm nữa ừ. thứ nhất là mình nghĩ đến cái hậu quả của nó cái hậu quả là như sư đã nói nói rồi ừ. à, chúng ta có bốn cái loại hậu quả thứ nhất là mình sẽ bị cái xã hội lên án cái thứ hai á, là mình bị pháp luật trừng trị cái thứ ba đó, là mình bị cắn rất tương tâm và thứ tư là mình bị quả báo cho đời sau kiếp khác nãy giờ sư chỉ mới nói đến cái chuyện là quả báo đời sau kiếp khác thôi còn ba cái vấn đề trên mình nên có suy nghĩ như thế này thứ nhất mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình có thể khi mà mình phạm à, giới tài dâm mình không có quan trọng người bạn đời của mình suy nghĩ gì nữa tại vì có khi là họ biết rồi mà mình mình không có à, cản được mình không kiểm soát được mình cho nên mình không có lý gì đến cái người bạn đời của mình hết nhưng mà cẩn trọng coi chừng con mình nó khinh mình mà xin thưa đó, mình ghét nhau mình còn có thể thương nhau lại được nhưng mà mình đã khinh nhau rồi đó khó mà coi trọng nhau lại được lắm nó cẩn thận con cái nó biết nó khinh mình mà một khi mình đã bị con nó khinh rồi đó thì không có cứu vãn được cái gọi là cái uy tín danh dự của mình đâu. cẩn trọng cái chuyện đó rồi đến khi mà con nó hư dạy không được con hư dạy không được đó là chưa kể nếu như mà gia đình mà do cái vấn đề này nó đưa đến cái chuyện ly hôn mà nếu như mình có con mình đi bước nữa thì cái con của mình sẽ là người chịu khổ ví dụ như bây giờ cái người chồng đi sau khi ly hôn giữ con lấy bà vợ bà mẹ kế nha thì á, mẹ bình thường người ta đánh con á, không vấn đề gì nha dạy con không vấn đề gì, Sư đang nói là con nó hư dạy đúng không vấn đề gì nhưng mà bà mẹ kế á, mà bà chửi con Bà đánh con là người ta nói cái gì mày ghẻ con chồng dạy con không được nha, dạy con không được rồi um, đó là ở với cha còn nếu như mà con nó về nó ở với mẹ đó mà con trai thì còn đỡ nha mà con gái á, nếu mà bà mẹ bà đi bước nữa đó lấy cái thằng chồng sao rồi có yên tâm với cái anh chồng sao với cái đứa con gái của vợ không hay là nó thấy là con con vợ thì cũng già rồi nhưng mà cái nhỏ con nó còn non nó còn ngon quá là coi chừng là mẹ con nó hốt luôn chuyện đó có rồi chứ không phải chưa thành ra biết thương cho cái gia đình của mình cẩn trọng nghĩ lại cái hậu quả mà bớt đi ừ rồi đó là chưa kể đến cái chuyện mà mình ngoại tình á mà nó đổ bể thì coi chừng nha. thân bại danh liệt thân bại danh liệt và một cái chuyện mà suy nghĩ là quý vị nên cân nhắc là nếu như mình là người nam á mình là người đàn ông á, mà mình ngoại tình á Thì Cái kiếp này nè Cái kiếp này Là cái kiếp cuối cùng Mình còn được làm đàn ông nha Qua đời sau kiếp khác Là mình làm Mình chuyển giới tính nha Mình chuyển qua phụ nữ Mà không phụ nữ đẹp Thì còn đỡ nha Cái này là chuyển qua phụ nữ Mà phụ nữ xấu á Cái thứ mà xấu Không ai thèm ngó Không ai thèm nhìn Không ai thèm đụng á Thành ra Mình biết nghĩ đến Những cái vấn đề này đó thì mình nên biết sợ mà khi mình biết nghĩ biết sợ thì mình sẽ ngưng đó là cái thứ nhất cái thứ hai là mình phải tập ly dục bớt đi cái ham muốn tính tính dục của mình nó quá mạnh thì mình phải bớt đi ví dụ như người nữ họ quyến rũ mình đúng không cánh đi Uh, cách đây không lâu có một cái uh, có một chú chú vào chú chia sẻ với sư là bây giờ có nhiều cô theo quá trong khi đó có vợ rồi nhiều khi đưa điện thoại cho bà vợ đó để mà nói với mấy cái bà mà theo mình á bà vợ ba cái lộn tự lộn với mấy bà kia đó mà, mấy bà kia cũng không có chừa tôi mới hỏi là tại sao không tránh đi Tại sao không xóa số điện thoại đi? Tại sao mà không cắt đứt liên hệ đi. Được chưa? Mình phải có cái gan không liên hệ với những con người đó nữa. Đó là những cách để mà mình đi dùng. Ừ? Rồi mình phải coi lại cái chuyện ăn uống của mình. Có khi mình ăn uống nó dư thừa quá đó, nó cũng sẽ làm cho tính dục của mình nó tăng trưởng. Rồi um... nếu như có thể bớt tiếp xúc với những cái bạn bè mà ưa thích cái chuyện lăng nhăng bởi vì khi mà mình gặp những cái người bạn đó thì những người bạn đó sẽ phải um, nói tới nói lui thì cũng rủ mình đi tăng hai tăng ba cho nên uh, nếu như cô là cái người hỏi như cô là vợ hoặc là cô là con thì cũng nên coi những cái người bạn của uh, những người bạn của họ đó nha cái người bạn nào mà có vấn đề mình phải tìm cách là mình ngắt không có để cho họ uh, có cơ hội họ tiếp xúc hoài tại vì tiếp xúc hoài đó thế nào cũng rủ rê nha mà rủ rê thì uh, kiểu gì mình cũng sẽ dính lại ừ. chỉ có cái khó đó là hàng cư sĩ mà bắt quý vị ly dục đó. nó khó ghê lắm khó ghê lắm. tôi nói thì nó kỳ. Chứ trong cái trong kinh mà kinh con chó, đó, Đức Thế Tôn nói rất là nặng. Đó là gì? Có những chuyện nó chỉ còn ở loài chó chứ không còn ở loài người. Đó là gì? À, con chó đực chỉ đi với con chỉ đi tới con chó cái vào thời kỳ con chó cái có thể thụ thai không đi đến với con chó cái thời kỳ nó không thể thụ thai nhưng mà bây giờ nó chỉ còn ở loài chó không, chứ không còn ở loài người loài người hồi xưa đó, người nam chỉ đi đến với người nữ trong thời kỳ có thể thụ thai không đi đến với người nữ trong thời kỳ không thể thụ thai nhưng mà bây giờ chuyện đó nó không còn nữa chỉ còn ở loài chó không còn ở loài người rồi ở loài chó thì con chó đực nó chỉ đi đến con chó cái, nó không đi đến với con, không phải là con chó cái. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn ở lại chó, không còn ở lại người. Nói như vậy không phải là Đức Phật đang chửi mình đâu. Nhiều người nghe tới cái chỗ này cắt, ghép rồi bắt đầu tạo sự canh đan. Thực tế ở đây mà nói tức là gì? Cái tính dục của loài người mình bây giờ nó đã quá mạnh rồi. Mà khi tính dục loài người mình mạnh như vậy đó Mình đang tạo nghiệp để mình đi xuống cái hàng súc sanh của gì biết không? Chính bởi vì như vậy đó trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đó, Thật là hiếm, thật là hiếm Những chúng sanh, đó, những con người đó Sau khi chết mà được sanh về cõi người, cõi trời Mà tuyệt đại đa số con người đó, sau khi chết Thân hoại mạng chung đó, đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Là bởi như vậy đó tính dục của loài người bây giờ nó quá mạnh ừ. thành ra bây giờ mà sư kêu quý vị mà hạn chế các cái dục vọng đó quý vị xin có thể là chặt lưỡi coi thường chứ sư phải nói cái này là đáng báo động đáng báo động mình đang mở cửa để đi xuống những cảnh giới xa đọa mình không biết đâu ừ. rồi còn ai có câu hỏi nào nữa không con hỏi thêm à? Vâng, thì trường hợp của con như hỏi sư ấy, chồng con với bố con như thế, thì liệu có phải là cái nghiệp của con nữa không ạ? À? À, mình không có nên đổ thừa cho nghiệp nha cô. tức là cái gì mình hay có cái mình hay có cái tâm lý á, là cứ cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. nhưng mà cái vấn đề nó như thế này, cuộc sống của chúng ta nó bị chịu tác động bởi ba thứ. một là do tiền nghiệp quá khứ, tức là do quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp tương ứng cho nên bây giờ mình mới phải sống trong cảnh khổ. Cái thứ hai là tác động của những người xung quanh, tức là mình không có tạo nghiệp quá khứ, nhưng mà ông chồng của mình á, thì ổng lại bậy bạ, thì ổng chính ổng ổng tác động tới mình, hoặc là cái người thân chính họ như vậy họ tác động đến mình, thì cái đó lại là một trường hợp khác, chứ mình không thể nào mà mình đổ thừa cho nghiệp nói như vậy thì không lẽ bây giờ mấy bà vợ mà bị chồng bạo hành ấy, thì cứ vậy cắn răng mà chịu hay sao? Không phải như vậy nha, nó còn một trường hợp là bị tác động bởi người khác nữa và cái thứ ba cái thứ ba đó là sự nỗ lực hiện tại của mình. Tại sao có bà vợ đó đã bị chồng bạo hành nha, bị chồng cư xử tệ bạc, bà lại cắn răng bà chịu? có bà đó thì ông đối xử tệ bạc với tôi thì tôi bỏ ông chứ tội gì tội tình gì mà tôi không bỏ cái đó nó thuộc về quyết định hiện tại cái nỗ lực hiện tại của mình quyết định ở hay bỏ là quyết định của mình đừng có đổ thừa cho nghiệp nha cho nên có thể là do cái nghiệp mình phải ở trong cái tình huống này nha có thể do nghiệp mình ở trong cái tình huống này nhưng mà trong tình huống này nè mình quyết định như thế nào đó là chuyện của mình chứ đừng đổ thừa cho nghiệp tới đây rồi á, là cái nghiệp nó không nó không có dính dáng nữa mà do quyết định của mình nha thì sư, sư nói thêm một vấn đề nữa đó là với vai trò của một vị tu sĩ nha tức là trong vị thế một ông sư sư không thể nào kêu gọi quý vị là hãy bỏ vợ bỏ chồng sư không có làm được cái chuyện đó nhưng mà sư nói, sư nhắc quý vị nhớ là hãy tỉnh táo. Hãy tỉnh táo. Hạnh phúc hay đau khổ là quyết định. Mình nên tránh cái thái độ và thụ động. Để rồi mình đổ thừa cho hoàn cảnh. Có những người đó, họ nỗ lực và họ cải thiện được cái ngôi nhà của họ. Biến biến cái ngôi nhà của họ thành máy ấm đem người chồng lạ, lầm đường lạc lối đem về với mình Nhưng mà cũng có những người vợ Họ làm cho cái gia đình đó trở nên lạnh lẽo Trở nên không còn ra một cái mái ấm nữa Thành ra người chồng họ không còn muốn về với mình Cho nên nỗ lực là do mình Chứ nên tránh cái thái độ thụ động Bởi vì thái độ thụ động Mình sẽ không có nỗ lực để mình thay đổi Mà bây giờ thay đổi thì thay đổi như thế nào? Sẵn khi mà nói về gia đình Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có lời đề nghị Có một vài cái hạng người vợ Tức là có bảy hạng vợ Tôi tóm tắt thôi ừ. Cái hạng mà vợ xấu Thí dụ như uh, vợ như là cái cái kẻ mà sát nhân tức là uh, cái thứ vợ mà ngoại tình rồi uh, hại chồng để mà về với tình nhân uh, hoặc là vì tiền bạc bán rẻ chồng thì cái thứ vợ đó mình không tính rồi cái thứ vợ mà như cái kẻ ăn trộm tức là chỉ biết xài tiền của chồng chồng đi đem tiền bao nhiêu tiền về thì mình cũng xài cho bằng hết thì cái thứ này mình cũng không nói tới rồi cái thứ vợ mà như bà chủ tức là coi như là chồng là mình chỉ tay năm ngón là chồng phải nghe. Chồng là giống như là cái thứ công cụ của mình vậy đó, mình chỉ đi đâu là phải đi theo đó. Thì vợ như vậy thì mình cũng không bạc tới. Nhưng mà bốn cái hạng vợ sau thì sẽ thấy có lý nè. Một là vợ như là mẹ. Tức là gì? Mình coi chồng của mình nó như con, vậy. đối xử với chồng như đối xử với con. Thương chồng như dù cho ông chồng không có hư đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng giống như là bà mẹ Bà thương con mình thôi. Con hư thì vẫn cứ là con của mình. Đời nó có đánh, có chửi, nó có từ chối, có đối xử với con mình như thế nào thì con mình vẫn cứ là con của mình thôi. Và sư nhắc một chuyện để cho quý vị có cái um, động lực. Nếu như quý vị chọn kham nhẫn nha thì trong uh, chú giải truyện thiên cung có một uh, cô tiên nữ rất là đẹp rất là đẹp có cái tòa lâu đài rất là lớn và cổ hưởng thụ cái phước của cõi trời đó là một cô tiên nữ rất là nhiều oai lực không thấy chồng cổ đâu hết thì ngày một kiện liên ngày mới hỏi thì cổ mới nói là hồi cổ còn là con gái ở dưới còn ở dưới loài người đó thì cổ lấy chồng cổ giữ năm giới cổ giữ năm giới nha và dù cho chồng có đối xử tệ bạc với cổ như thế nào đi chăng nữa thì cổ vẫn cư xử với chồng như là người mẹ thương đứa con và dù cho cổ có nóng giận như thế nào đi chăng nữa cổ không bao giờ nặng lời với chồng cái này là cái suy nghĩ quý vị nên tu quý vị nên tập tức là gì chồng á có hư như thế nào đều thương chồng có thể nhiều người bây giờ cũng hết tình thương với chồng rồi à, nhưng mà ít nhất mình nên đối xử với chồng như đối xử với con ừ và dù cho ông chồng của mình ông có tệ như thế nào đi chăng nữa ông có làm mình bực mình như thế nào đi chăng nữa thì đừng bao giờ bày tỏ cái sự bực mình của mình ra lúc nào cũng dễ thương mình không mong cầu ông chồng mình ông sẽ thay đổi đâu đừng có mong cầu ông chồng mình ông sẽ thay đổi tại vì quý vị đã lựa chọn cái chuyện khâm nhẫn ở lại với ổng mà cắn răng chịu đựng mà thì cứ ráng đi nha cứ ráng có giận cả nào giận thì cũng không có buồn phiền thì khi mà quý vị thân hoại mạng chung tức là trả nói theo cái kiểu đời là trả hết cái nợ cho á quý vị sẽ làm một cái cô tiên nữ ha cô tiên nữ gọi là bù đắp lại cho những cái cực khổ năm xưa thì đó cũng là một cách suy nghĩ là đáng để quý vị làm rồi uh, những cái dạng là vợ như bạn rồi vợ như em rồi vợ như chị thì uh, nó um, nó tương tự như vậy tức là uh, mình sống với chồng mình có cái sự yêu thương mà ông chồng ổng có hư hỏng như thế nào đi chăng nữa mình cũng tha thứ hết nhớ nha tha thứ chứ không phải là mình đè nén quý vị nên có cái sự um, So sánh, giống như bà mẹ đó, bà thương con, con nó hư như thế nào, mẹ cũng bỏ qua hết, mẹ bỏ qua hết, chứ không phải là bà, bà mẹ, bà cứ ghi nhớ, nhớ lỗi đó, nhớ lỗi con hôm nay nó làm những cái này, con hôm kia nó làm những cái này, rồi cứ nhớ lỗi nó cứ gom lại rồi bà mẹ cứ đè nén, đè nén, đè, đè nén cái lỗi của con á để rồi bà mẹ hôm nào đó bà mẹ bực mình quá rồi bà mẹ lôi đầu con ra là xử cho nó tới nơi tới chốn hình như tôi thấy là không có bà mẹ nào như vậy mà nếu có chứ cũng hiếm lắm tương tự như vậy khi mà bà mẹ tha thứ cho đứa con dù nó có lỗi lầm như thế nào đi chăng nữa thì cũng tương tự như vậy cái cách mình đối xử với chồng nếu mà mình muốn tu nha nếu mà mình muốn tu thì ông chồng ổng có hư như thế nào đi chăng nữa mình vẫn lựa chọn tha thứ và như vậy mình đang tạo cái phước cho mình để coi như là sống hết cái đời này rồi đó, sống hết đời này rồi. Thì một là khi ông chồng á ổng gọi là ổng trùng chân mỗi gói rồi đó, ổng sẽ biết quay về ổng thương vợ. Hai là nếu như ông chồng ổng không có thay đổi đó, ổng không có thay đổi thì um, đời sau sanh ra thì mình cũng được hứa hẹn là một cái tương lai sáng lạng hơn nhưng mà sư nhắc cái này thì sư nghĩ là mấy bà mấy cô biết đó là gì ông chồng ổng có ngoại tình như thế nào đi chăng nữa thì thường là ông chồng ổng không có bỏ vợ tại ông biết ông biết rõ mấy cái cô ở bên ngoài không ai bằng vợ của mình ở ngoài chỉ là chơi qua đường vợ mình mới là cái nơi gọi là yên ổn gọi là cái chỗ để mà mình có thể mình trú mưa trú nắng còn ở chỗ ngoài không có không có nương tựa được đấy đó là tâm lý chung của các ông chồng à, còn nếu như quý vị à, lựa chọn cái chuyện à, gọi là bỏ ông này để tôi kiếm ông khác thì đó là quyết định của quý vị thứ không chịu trách nhiệm cho cái chuyện là quý vị có quyết định à, cố gắng thay đổi chồng của mình à, hay là thôi tôi thay đổi không nổi tôi kiếm ông khác sư không có can thiệp vào quyết định đó và sư cũng không có lời khuyên nào à, để hướng quý vị à, chọn quyết định như thế nào bởi vì sư mà chọn rồi tới hồi quý vị khổ quý vị vui á thì không nói làm gì mà tới hồi quý vị khổ quá quý vị đổ thừa tại ông sư hạnh tuệ nha à, thành ra là cái chuyện hạnh phúc của mình À, là do mình quyết định. Tôi chỉ có một vài lời đề nghị quý vị nhắm mà mình thực hiện được thì tốt cho mình thôi. Nha. Cảm ơn sư. À, còn ai có câu hỏi nào nữa không? À. Nếu không có câu hỏi nào nữa thì chúng ta hồi hướng à, do cái sự phước báo à, trong ngày hôm nay thì xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nhất là những bậc hữu ân và thân bằng quyến thuộc cũng như tất cả chư thiên người muốn trong mười muôn kiều thế giới xa bà cầu mong cho tất cả quý vị được sự an vui nhất là có được một gia đình hạnh phúc có được những cái người thân bằng quyến thuộc đông đảo có được nhiều người thương yêu mến và đặc biệt là có được niềm tin và có được cái sự tự chủ để mình giữ giới để mình tu tập tạo phước lành cho mình đời này và đời sau nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện đại chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tâm học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bút Thầy gia, Nam mô Tham Mai gia, Nam mô Sân Khai <laughs> gia. पुनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु ससनम् आकसथा च भुं मत्था देवनगमहीतिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकसथा च भुं Punyantang tentang amu di tua cirang rakan tu mampiran ita amehi punya sampadam sampediwa amu dan tu sambat sampati si dia amehi sambatang punya sampedang sampai buta anu modan tu sabe sampat si dia ita wata punya sampedang sampai sata anu modan tu sabe si dia

Idang punya ni punyang nipana sa Mamang punya pagang ma Sadu,